Đang hồi hộp à. Mà đang bay ấy nha. Ngọn cây cao nhất luôn á. Không biết sợ là đang sợ hay đang hồi hộp. Chưa đâu. Và ở đây mà nó cũng bị cháy rừng nữa hả? Thông này là chết đó chứ hả? Đúng không? À đâu thấy cháy rừng đâu đâu. Đó, đen đen nó đó. Chết nhưng mà cháy rừng. Ồ vậy đó hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy mà? Đó, chỗ này cũng cháy rừng đâu. Nó đi nè. Rồi chết đâu? Chết đâu? Không phải cây chết, cái cây vàng vàng á. Con thấy xa xa có một đám cây lúc, vàng. Lúc à. Lúc 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 ừ. Cây chết đó hả? Chết hả? Chạy êm quá hả? Trời ơi, anh nào để tên thọ với Nga ở đây hả? Các tên không? Các tên chưa? Bây giờ mấy giờ? 2:30. Chắc phải đi cả lòng vòng 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 vòng. Chỗ này chắc nó không quy hoạch mà tự phát. Nhưng mà khu này view đẹp chưa? Ha, cái cái chỗ này nè. Nhưng mà khu này view đẹp chưa? Ha. Cái chỗ này nè. Nhạc. Anh sợ. Anh sợ chưa? Đâu có gì đâu, con đừng có nói em. Ừ. Có gì đâu. Chỉ cho em thấy đẹp đẹp đi. Trời. Đẹp, chim 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 chim, anh ấy chim không? Chim chim chim. Chim chim chim. Tự dưng nhìn nó tí là nhìn mặt ở dưới nhìn. Đẹp lắm. Lát nữa mình đi vào xe tôn của mình á hả? Bên kia căn nhà bự rồi. Ừ.
bên kia có căn nhà bự rồi. Chùa hay sao mà? Một bên kia. À. Chùa hay là gì vậy? Nhà. Nhà của vua hả? Không đừng đừng. Đây. Chỗ này rừng nó mới trồng sao rừng thông nhỏ nhỏ chứ. Sao thông chết nhiều dữ vậy? Méo bên này chết trơn hay ta đốt? Không phải đâu, nhiều khi đổi màu cái gì. Có, nếu anh coi cái đất ở dưới là nó đang thui thùi lùi. Khi cháy á. Cháy hả? Đất đang cháy. Thui. Hay là đất ở đây nó đen. Chắc cháy rồi. Cây kìa. Cháy rồi nó nè. Cháy rừng hồi nào vậy? Hệ thống này hay thiệt đúng không? Cháy rừng hồi nào vậy mẹ? Không biết, không biết. Nhà Trang cũng có hệ thống này nữa. Nè. Đúng rồi, qua Vinpearl. Ừ. Nè. Đi không đi tàu sợ đi tàu quá. Quả thông nè, hôm nay mình thấy cận cảnh luôn nè. Không thấy quả thông đâu. Chắc... Cao hay không nhận cái cây thông là cái loại cây cũng loại cao không? Cao. Ừ. Nè, ở dưới mình lên thẳng. Bây giờ cho vợ mà ôm cái đọt thông này làm sao mà vợ xuống được? Đi Đà Lạt, đi Nha Trang sắp tới nè. Ừ. Hôm qua mình đi đường vòng 250, còn đi đường gần á. Có 170 mấy, 150 mấy. 150 mấy à? Trời. Đó không phải đi gấp 250 mấy, xa 100 cây số. Trời. Là một. Đói một mà còn đi. Cái thứ hai á là ngày mai đi Nha Trang á là 139 cây số rồi, có bản đồ coi hết rõ rồi. Trời. Biết đường đi nè. Gần quá. 139 cây số à. Tại sao mấy lúc đi Đà Lạt đúng rồi. Ủa mình đi Đà Lạt sớm chưa mua bản đồ. Cũng chủ quan thôi. Mình mất chủ quan. Mình mất hết mấy tiếng đồng hồ để đi. May là về trước đêm á, chứ đi đêm. Đèo đó gọi là đèo ngoạn mục mà. Ngoạn mục mà hàng gì ngoạn mục thiệt. Trời ơi, quanh cô quăng. Thì mình nghe nói được. Hello. Nếu mình nặng quá tụi nó cho lên. Mình nặng quá mà nó đang ngưng lại thấy mình xuống trước. Cho nhẹ bớt. Hi đó. Người nặng nhất trong đây. Ai vậy? Chưa chắc à, người Hải nặng hơn rồi. Không, có 74-75 kg à. 100-150 xong tình à, anh đến 175 lận. Pound mà. Thì Hi nói Hi 70 mấy ký à. Ôi, kìa. Siêu thôi, đừng hơi nhảy đi. Nhảy đây, nhảy. Giờ go hả hả. Kéo thẳng. Tuyệt đối không được đụng vào xe trước và lưu ý. Ủa sao anh chậm vậy? 25 mét sau mỗi xe. Welcome to the slide tunnel of the Đà Lạt Waterfall tourist site. Please follow the guidances. Come down the speed of the cart. In other cart, the wreck of being collide to each other. Ok, được rồi, đâu sao đâu. Muốn chị chậm lại phải không? Ok. Thì sao vậy? Hello. Hả? Ồ, không biết nữa, không biết. Sorry. Ồ. Kéo thang. Ơi, kéo thang. Ghê quá, wow. Kéo thang. Từ từ. Kéo thang. Rồi. Ghê quá, chắc làm sao mà không đi luôn. Ủa sao nó mình đi rồi? Mình đi rồi nhưng mà anh sợ. Vậy, ok vậy cho anh chạy từ từ. Thác đẹp chưa? Wow, look at that. Có chồng đi xuống này rồi. À đây rồi từ từ. Sao nó vẫn đi rồi? Rồi đứng đây nghỉ ha. Quá
Rồi từ từ xuống. Kéo ta. Rồi kéo. Rồi từ từ. Lát nữa mình ngoài làm sao mình điều khiển cho. Làm sao mình qua Mỹ đi được. Trời, qua Mỹ nó chạy nhanh lắm á. Kéo thang. Rồi 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 rồi. Đi 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 đi. Trời, đứng đây làm gì? Oh my god. Xong thắng lại. Thắng thắng thắng. Mấy người đá đi cột, kỳ cục quá à. Ừ. Thắng lại đi. Thắng lại nha. Đi nghỉ về không biết đó. Để từ từ lại. Từ từ. Giảm tốc độ. Chậm lại đi, chậm lại đi. Không muốn đi nữa nè. Để chậm lại, chậm lại. Hết đường trời. Mình xuống đây được không? Rồi mình xuống đây chứ đi đâu nữa. Ồ vậy hả? Mấy khỉ sao chạy nhanh thiệt á. Đúng. Ở đây nè, thấy nó đang đi mà. Đẹp quá ha. Đây không còn hết xe đó. Còn còn chậm chút, không coi phim nữa. Oh my god. Ghê quá. Ngồi em, ngồi em, ngồi em. Mấy này dở quá. Mời tụi em nha. Cho khói hái dữ cho nè. Chắc nó chưa cho mình lái đâu. Rồi bắt đầu lái đi. Rồi mình lái đi. Nhanh nhanh chút. Trời ơi. Mình nghe không em? Trời ơi. Bỏ hai tay chân vô. Mấy tay á. Rồi. Chú ơi, có ngày có quay phim mà. Trời ơi, tới rồi. Trời, đi về sao lẻo vậy? Dạ.